77. 77. Biện hộ cái gì ba? Biện hộ cái gì? Phần 3. Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Tôi phải giảm cân. Tôi phải giảm cân. Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân. Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân. Tại sao bạn không uống bia? Tại sao bạn không uống bia? Tôi còn phải đi nữa. Tôi còn phải đi nữa. Tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa. Tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa. Tại sao bạn không uống cà phê? Tại sao bạn không uống cà phê? Nó lạnh. Nó lạnh. Tôi không uống bởi vì nó lạnh. Tôi không uống bởi vì nó lạnh. Tại sao bạn không uống trà? Tại sao bạn không uống trà? Tôi không có đường. Tôi không có đường. Tôi không uống bởi vì tôi không có đường. Tôi không uống bởi vì tôi không có đường. Tại sao bạn không ăn súp? Tại sao bạn không ăn súp? Tôi đã không gọi món đó. Tôi đã không gọi món đó. Tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó. Tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó. Tại sao bạn không ăn thịt? Tại sao bạn không ăn thịt? Tôi là người ăn chay. Tôi là người ăn chay. Tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay. Tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay.